sao đâu, khóc chi em cho phai má hồng được gì. Giọt lệ này dành để mai đây về cùng người khóc giữa đêm vui. Hơi đau, hơi đau mà tiếc thương thân anh. Những ngày còn nóng ân ái giữa đôi ta, giữa đôi ta đã bao cách biệt. Xin được chúc mừng thí sinh Kim Sa Bảo đã hoàn thành xong phần dự thi của mình trong vòng thi chung kết ngày hôm nay.